Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chiều 19 tháng 7. Sự ra đi của Tổng Bí thư khiến tất cả cán bộ nhân viên y tế tại đây xót thương, nức nở, hòa khóc. Tất cả đều cảm thấy dường như mình mất đi một người cha, một người ruột thịt trong gia đình. Chúng tôi thực sự rất xúc động trước hình ảnh phòng bệnh gần 20m2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó khi điều trị bệnh cũng như những ngày cuối đời. Trong căn phòng ấy rất đơn sơ, giản dị, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn làm việc được kê ngay ngắn. Trên chiếc bàn làm việc ấy vẫn còn nguyên những tờ báo được xếp gọn gàng mỗi ngày. Vẫn còn đó chiếc giường bệnh, chiếc chăn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng sử dụng. Phía ngoài căn phòng điều trị, bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay hành lang. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ rằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay ngồi ở bộ bàn ghế đặt ngoài hành lang hướng ra sông Hồng. Suốt thời gian hơn 4 năm qua được chăm sóc Tổng bí thư, các nhân viên cán bộ tại bệnh viện luôn cảm động trước những tình cảm ân cần, thăm hỏi, chia sẻ của ông. Với đội ngũ nhân viên y tế tại đây, Tổng bí thư là một bệnh nhân đặc biệt, bởi bác là người luôn luôn phối hợp tuân thủ trong công tác điều trị và với mọi người, Tổng Bí Thư như với một người ông, người cha, người thân ruột thịt trong gia đình. Tình cảm đặc biệt đó được hình thành từ chính tình cảm đồng chí Tổng Bí Thư dành cho cán bộ bệnh viện, từ những việc Tổng Bí Thư làm cho dân, cho nước. Với họ, suốt thời gian hơn 4 năm qua được chăm sóc Tổng Bí Thư, những tình cảm ân cần, thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí Thư dành cho các cán bộ y tế bệnh viện sự tận tâm cống hiến của Tổng Bí Thư đều mang lại cho mỗi người bài học quý giá. Trong buổi sáng sau ít ngày Tổng Bí Thư vừa mất, chị Nguyễn Thị Xoa, khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Bệnh viện Trung ương của đội 108, bùi hồi kể lại những ngày được nấu ăn cho Tổng Bí Thư. Bác ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý. Tôi và cô Tám lo sức khỏe của bác, luôn muốn đổi thực đơn cho phù hợp. Hỏi hôm nay bác muốn ăn gì, bác chỉ cười hiền. Các cô cho tôi ăn gì cũng được. Không bao giờ bác yêu cầu. Nhưng có món sở trường của bác, luôn muốn ăn, đó là mì tôm. Nhưng vì điều kiện sức khỏe, chúng tôi không cho bác được ăn nhiều. Để đổi món, thỉnh thoảng chúng tôi nấu phở Hà Nội. Bác vui lắm. Có lần tôi cùng cô Tám mang đủ đến, Tổng Bí Thư cười nói to. Hôm nay có phở bà Tám cô xoa đây rồi. Đối với các nhân viên cấp dưỡng, Tổng Bí Thư luôn là người ông, người cha, người bác trong gia đình. Chị Xoa cũng như các nhân viên nấu ăn khác đều nói, Tổng Bí Thư ăn uống rất giản dị, không cầu toàn. Đến giờ tầm 6 rưỡi 7 đã kém là à, giờ này chuẩn bị cho bác ăn rồi. Mà như hôm nay đến thì chúng tôi rất là buồn vì không được các anh ấy gọi để cho bác ăn nữa. Và bữa trưa cũng thế thì khi bác ăn là lúc nào chúng tôi cũng nấu các món mềm để xay cháo các thứ như hôm nay khi vào nồi cháo nhìn thấy nồi cháo thì không còn là nấu cho bác nữa rồi bác đã đi xa rồi khi ăn thì không ngon bác cũng nói là rất ngon ví dụ món ăn thì có thể là không hợp nhưng bác cũng sẽ không bao giờ chê đấy và lúc nào cũng khen các cháu động viên các cháu lúc bác mệt rồi bác không muốn ăn nên bác vẫn nói là bác no rồi thôi để hôm sau bác ăn tiếp hôm mai các cháu nấu ít thôi không phải nấu nhiều nữa bác ăn như thế thôi những lời nói của bác đã khiến các cháu muốn khóc tại chỗ nhưng mà tìm nén không khóc để còn cho bác cũng có nghị lực hơn mỗi lần mang vào thì bác đều cười trước bữa ăn bác đều hỏi con đã ăn chưa Đấy. con ăn cùng với bác nhớ những câu nói rất là khiến các cháu cảm thấy ấm áp và gần như mũi nhưng bác không còn là đây nữa nhưng nụ cười và hình ảnh của bác vẫn là trong trái tim của các cháu vẫn lúc nào cũng hình hiện cảm giác như bác đang ngồi ở ngoài kia chúng tôi chăm bác nhưng cảm thấy là như là chăm bố mẹ chứ không phải là chăm một vị lãnh tụ vì là từ cái tình thờ thương tình cảm như thế là bác dành cho chúng tôi chúng tôi thế rất là gần gũi và cảm thấy như là đang chăm bố mẹ mình ấy kể về những ngày tổng bí thư nguyễn phú trọng điều trị tại bệnh viện thiếu tướng giáo sư tiến sĩ lê hữu song giám đốc bệnh viện trung ương quân đội 108 cho biết trong những ngày tổng bí thư ở bệnh viện ông và cán bộ thầy thuốc học được rất nhiều điều về sự giản dị, tinh thần lạc quan, ân cần, chu đáo của bác. Tổng bí thư luôn tuân thủ y lệnh điều trị của bác sĩ. Trong thời gian điều trị, Tổng bí thư luôn giữ tinh thần lạc quan, hóm hình. Có những ngày bác rất mệt nhưng vẫn tập từng bước theo hành lang rồi đến bàn đọc sách. Bác đã chuyển sang chúng tôi, tinh thần dù có khó khăn cần nỗ lực vượt qua. Giáo sư Lê Hữu Song nói. Đảng, Nhà nước, ngành y tế đã mời các chuyên gia giỏi đến cùng hội trần và điều trị. Điều động lại trong mỗi người đó là Tổng Bí Thư luôn có niềm tin tuyệt đối dành cho ngành y tế nói chung và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng. Khi bác sĩ chúng tôi xin phép được thực hiện thủ thuật, Tổng Bí Thư luôn cười tươi nói, tuần chỉ. Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song nhớ lại, trong trí nhớ của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, gần gũi. Mỗi câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những người thầy thuốc đã luôn ở bên cạnh mình, chăm sóc sức khỏe cho ông. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng người, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương bệnh viện trung ương quân đội 108, bác sĩ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kể về những kỷ niệm của mình, khóe mắt đỏ hoe, giọng trầm chậm xúc động, bác sĩ đồng kể. Tổng bí thư luôn ở trong trái tim chúng tôi những người thầy thuốc, nhiều năm chăm sóc sức khỏe cho tổng bí thư, tôi học được tinh thần lạc quan, vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có những lúc rất mệt, cơn đau đến, nhưng tổng bí thư vẫn nén lại, nở nụ cười thật tươi và ra câu đố vui. Có lần đi dạo, tổng bí thư ra câu đố, nắng mưa là việc của trời, bây giờ ai đọc tiếp câu sau như thế nào? Ông bảo có người đọc xong, tổng bí thư lại bảo chưa đúng đâu, nên ông liền đọc tiếp tương tư là việc của tôi với nàng. Tổng bí thư nói ngay, không phải việc gì mà việc, đây là bệnh, bệnh của cái người yêu. Đúng phải là, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, mọi người cùng cười vang. Trong cuộc sống, Tổng bí thư luôn là người ân cần, quan tâm đến những người xung quanh. Đi công tác về hoặc lâu ngày gặp lại, Tổng bí thư khi nào cũng hỏi thăm, động viên cán bộ. Dường như trong tiếp xúc hàng ngày, không có khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất đảng, nhà nước với cán bộ dưới quyền, ấn tượng nhất với Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông là sự giản dị của Tổng Bí thư. Mọi người đều biết Tổng Bí thư là người đơn giản, không cầu kỳ trong trang phục. Tổng Bí thư thường nói ưa sự đơn giản, mặc đồ cần thoải mái, nhưng khi tiếp khách quốc tế hoặc những sự kiện quan trọng của Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư luôn cẩn thận chỉnh chu. Một điều mà cán bộ chiến sĩ nhân viên của khoa luôn cảm nhận tình cảm ấm áp của Tổng Bí thư đó là sự quan tâm đối với mỗi người, không phân biệt vị trí công tác. Dù bận rất nhiều công việc, nhưng tôi nhớ ngày 8 tháng 3 năm 2023, khi Tổng bí thư tạm biệt khoa về nơi làm việc, ông tận tay tặng mỗi nhân viên nữ một bông hoa hồng rất đẹp. Người lãnh đạo cao nhất của đảng luôn có những quan tâm rất riêng đối với những cán bộ nữ. Chúng tôi rất là xúc động. Phó giáo sư Phương Đồng kể cán bộ của khoa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, luôn ấn tượng với cường độ làm việc của vị lãnh đạo đáng kính. Dù có những lúc rất mệt, nhưng Tổng Bí Thư tranh thủ làm việc mọi lúc, mọi nơi. Khi ở trong này, Tổng Bí Thư luôn có lịch làm việc cụ thể, rõ ràng. Ví dụ như ngày hôm nay là tiếp ai và làm công việc gì, bác đều có lịch hết. Thường buổi sáng hàng ngày, từ 9 giờ, đều có các đồng chí là thư ký, trợ lý, tránh văn phòng đến báo cáo công việc. Từ 10 giờ đến 11 giờ, Tổng bí thư đọc tài liệu, đọc báo và đọc sách. Buổi chiều, từ 14 giờ 30 cho đến khoảng 16 giờ là bác đọc tài liệu. Cho đến ngày Tổng bí thư mất, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Bác sĩ Nguyễn Phương Đông bồi hồi. Bác sĩ của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng tâm sự, biết ông từng học ở Nga về nên Tổng bí thư rất quan tâm, thỉnh thoảng bác hay hỏi: "Chú Đông còn nhớ tiếng Nga không?" Từ này tiếng Nga nói thế nào? Nhiều khi bác nói một vài câu tiếng Nga cho tôi nhớ, bác thích hát một số bài hát về tiếng Nga, đôi khi do không nhớ lời, tôi chỉ hát được vài câu, tổng bí thư rất thích.